chào em. Dạ, trước tiên thì anh gửi lời chào tới cho tất cả mọi người đang xem chương trình của Thành Viên Bà Điều ha. Mình là Quỳnh Lập, hôm nay thôi cho mình xin chào các anh em, cô chú, cộng đồng mạng gần xa, trong nước và ngoài nước. Yeah. Cái lời chào thân ái. Yeah. Rồi xin cho mình ngắn gỡ một đôi thôi, câu thôi. Nói là nói như là cái câu mà để nói xin các chú, các anh, các chị, cộng đồng mạng trong và ngoài nước. Không? Thì cũng thông cảm cho những chú, bác, anh em mà ngồi trên cái ghế này là cũng những là cũng đau, thiếu sót, thiếu cái tình thương, thiếu một cái bờ vai, thành ra mới lên đây mới gặp Thành Nguyên để kết nối yêu thương. Dạ. Thành ra mới ngồi được cái ghế này. Thành ra cũng là khuyên là cái gì cái các anh cộng đồng mạng trong nước ngoài nước thông cảm mà bỏ qua. Dạ. Thật sự ra là lên đây ngồi trước ống kính này nó cũng áp lực lắm chứ cũng không có dễ dàng gì. Đúng. Đấu tranh tư tưởng. Đúng rồi. Rồi thì bây giờ anh giới thiệu về bản thân cho Thành Nguyên nghe nào. Anh là Quỳnh Lập. Yeah. Sinh ngày 1962. 1962 là đúng năm rồi. Nay là 60 anh 60. Ha. Yeah. Sống ở thành phố mình, Sài Gòn mình. Yeah, anh đến từ Sài Gòn. Đúng rồi. Vâng, vậy là mình di chuyển cái hành trình nó như nào anh ạ? Thì nói chung là nói ngay là gì, anh có đi công chuyện 2 ngày ở Cao Lãnh, 3 ngày đó. Anh cũng gói ghém mình chạy qua đây với em. Yeah. Anh lên chương trình gặp em nó thuận tiện hơn, khỏi về Sài Gòn vòng lên nó hơi cực. Ừ, đúng rồi. Dạ. Là anh từ bên Đồng Tháp. Đúng rồi. Đi qua đây. Cao Lãnh. Dạ dạ. Rồi công việc của anh Lập thì hiện tại là đang làm gì anh hả? Anh thì lo hàng quá cho con cái nó bán. Ừ. Như con nó bán thiếu thốn cái gì thì mình lấy về. Không, lấy về mình căng kéo giao. Đây con bán phần hùng mà. À vậy hả? Mình căng kéo, mình cũng có cái đồng lãi. Dạ. Yeah. Ừ. Nhưng mà cái công việc đó cụ thể là sao em vẫn chưa hiểu à? Là như là thịt thà, như con mình bán hàng ăn mà. Thịt thà cái gì mình lấy về mình mới phân thịt sắt ra mới thành phẩm mới giao. Yeah, được. Yeah. Mới giao tới quán. À. Nó làm vậy đó. À rồi. Chứ không phải mình đi chợ búa về mình đi hàng ngày, không phải, mình giao mối. Giao là cho con. Dạ yeah, dạ. Yeah. Cái thu nhập mà từ cái việc đó như thế nào anh Lập chia sẻ? Thì nó trung bình một ngày nếu mà mình cái bịch đồ mình giao nó khoảng 10-20 ký thì nó cũng được 300-400 ngàn. Là một ngày ha. Còn cái chuyện mà thêm một ngày cái ra trái của mình, thí dụ trường hợp như là lâu lâu mình cũng làm môi giới nhà đất đai rồi đó. Nói chung là cũng không có nhiều như hồi trước, bây giờ nó cũng đứng hình rồi. Yeah. Thỉnh thoảng thôi. Đất đai thì bây giờ trong thời điểm này nó cũng đúng. Đang chừng lại anh ha. Đúng rồi, nó ngưng. Yeah. Rồi, đang chừng. Rồi, tình trạng hôn nhân của anh Lập là như nào anh cho Thành Nguyên hay nào? Anh thì bà xã mất năm 2005. Yeah. Để lại là 4 cháu, 2 gái, 2 trai. Thì nói chung bây giờ con cái nó cũng lớn hết rồi. Công ăn chuyện làm nó có 2 đứa có chồng rồi. Cho nên cũng công ăn chuyện làm rồi. Đó. Thì anh nói ngay chung người ở chung với con. Mà mình thấy bây giờ tuổi tác mình cũng lớn rồi. Đó. Đó, thì thôi để cũng có nói với con cái cũng nhiều đứa. Có hỏi như mai chiều ba có lên chương trình vậy. Thì phải ba phải là kết nối gặp anh Thành Nguyên để tìm cái bờ vai gì đó. Vậy là cũng có nói với cho con cái biết có, cái đi ha? Có. Dạ. Vậy là mọi người cũng đồng ý. Đúng em. Dạ. Trong khoảng thời gian mà vợ anh mất được mười mấy năm như vậy thì anh Lập có tìm hiểu thêm ai không? Trong vòng năm 2005 bà xã anh mất thì 5 năm sau thì anh cũng gặp một người đó, nhưng mà ở cũng được đôi 2-3 năm. Nhưng mà tại nói chung là không có phù hợp. Dạ. Thành ra cũng vui vẻ. Dạ. Dù mà mai chiều gặp nhau cũng vui vẻ, không bình thường chứ không. Dạ. Có là ốc hớp vậy đó. Thành ra bây giờ thấy trống vắng quá rồi. Cơ khi cũng tìm bạn lắm, bạn mà đăng bạn mà kết nối hay là cái gì trong Zalo, Facebook nhiều như mình thấy không có thật. Thậm nói thật lòng luôn, nhiều có nhiều đó mà không. Dạ. Có thật. Thế rồi vì sao mà anh Lập lại tin tưởng cái kênh của Thành Nguyên rồi mới tới đây? Anh xem chương trình anh cũng nhiều lắm. Dạ. Nhưng mà có đôi ba lần anh em mình có hẹn ở Sài Gòn anh không có cách nào mà gặp em được. Dạ. Hôm nay cũng sẵn dịp đến đây thì cũng nhờ em. Rồi cầu nói với anh. Dạ.
Ok anh, thì ngày hôm nay thì anh Lập mong muốn bày tỏ tới cái ý trung nhân của mình như nào thì anh cứ chia sẻ cho em nghe. Thì anh cũng nói với thành viên là gì, anh cũng có xem qua trên chương trình của em, thậm chí anh còn lưu lại luôn. Lưu lại là những lời nói, những cái cử chỉ gì của cô đó anh cũng lưu lại. Ngay cũng thấy cũng phù hợp lắm, đồng cảm lắm. Một cái nhất anh có cái gì ít dự tính gì là cái dạng kiểu như là tuổi tác nó phù hợp đó mà. Anh thì dần, cô đa là ngọ, thì mình cái dự đoan vậy đó. Thế nó phù hợp, dần họ tức gì đó, ý ông bà xưa mình nói mà. Thì đó anh. Vậy là cô đó tên là gì anh ạ? Vì mới thì nè, chương trình này cũng nói đâu là Nguyễn Thị Ngọc Thu á. Chị Nguyễn Thị Ngọc Thu ha. Ở Bình Dương. Thấy cô Thu làm gì, từ cái lời nói đi tới đâu mà công chuyện làm cái gì mà mình anh nghe anh cũng thấy là người ta hỏi của chồng chị đâu. Thì cô Thu thì không có nói, ở nhà vậy đó, nhưng mà hay có cái mình phục có cái là trải dài tới 20 mấy năm. Rồi thì cũng lo làm để nuôi con cái anh ha. Rồi cũng bù đắp lỡ là nói hô là để tìm một cái bờ dai thì mà kè cũng với nhau đi tập thể dục cái gì không, anh nghe anh coi như anh có luôn nó rõ ràng được đấy vậy đó. Nhưng mà nhận xét ra là mình thích cái phù hợp cái tuổi tác nữa. Anh này mê tính cái tính cái đó à, vậy ha. Dần ngọ ý là gì? Anh là tuổi dần. Rồi thì ngày hôm nay thì Thành Nguyên cứ ghi nhận cái câu chuyện của anh Lập là anh mong muốn bày tỏ tới cho chị Thu. Đúng. Thì Thành Nguyên cũng hy vọng và mong muốn rằng là mọi điều mà anh bày tỏ ngày hôm nay sẽ thành sự thật anh ha. Thì mình mong muốn là mình mong muốn vậy. Đúng rồi. Còn thực tế anh thì biết. Nó như thế nào anh thì biết. Nó còn tùy duyên. Cũng do duyên. Thì nếu như trường hợp mà anh Lập với chị Thu mà có duyên mà đến được với nhau thì Thành Nguyên không phải nói làm gì. Đúng, đúng. Nhưng mà trường hợp như mà chị Thu mà không hồi đáp lại tình cảm của anh thì anh Lập có mở lòng với những người phụ nữ khác? Thì nói anh nói chung với Thành Nguyên là gì? Anh đến đây là tìm hiểu như vậy. Mà cái chuyện là cái duyên đi. Còn ngoài ra mà không được thì cũng do mấy bạn bè, mấy người cách nói sao mà cũng tùy duyên chứ anh không nói được. Nói chung là không nói được. Trời kêu ai nó dạ thôi, duyên mà. Thế rồi nếu như sau này anh Lập mà lên ghi hình xong đó, Thành Nguyên đăng lên, mà sau này có nhiều cô mà muốn kết nối với anh Lập thì anh mong muốn các cô như thế nào? Thì nói chung ra bây như giờ độ tuổi là công giờ, việc thì hình thức thì điều kiện. Nói chung là điều kiện cái gì mà thuận tiện bên anh thì nó hơi có cái là hành nghề để kinh doanh không đó. Còn nếu mà được cái cô Thu thì nó thuận tiện, còn nếu mà cái duyên cái nợ mà không được đó, thì những người bạn sau đó mà thì tìm ở tuổi tác của bằng mình được nè, bằng anh. Thế rồi ít hơn thì sao? Nó cho 3 tuổi cũng được đó không? Đôi 3 tuổi cũng được. Nhưng mà thật lòng được rồi với anh này thật sự luôn, lên trên đây ngồi đây là anh nói thẳng, bạn bè anh này rất nhiều. Nhiều là qua cái máy trao đổi với nhau, kết bạn với nhau nhiều, nhưng mà không có thật lòng. Có nghĩa rằng là cũng có nhiều đối tượng cũng tìm hiểu anh ha. Cũng có tính toán một vài vấn đề gì đó nhưng mà anh Lập lại không có thấy phù hợp. Đúng là không có phù hợp. Thành ra là cũng không có đâu đến đâu. Anh ngồi bên đây, anh biết những người mà ví dụ mà người ta cũng có tìm hiểu chương trình của em, nhận xét thấy anh nói thật chứ không có nói sai. Thật sự ra thì về cái vấn đề này Thành Nguyên cũng có chia sẻ trên một số cái clip rồi. Nhưng mà anh Lập nói như vậy thì Thành Nguyên cũng chia sẻ thêm. Khi mà lên chương trình của Thành Nguyên thì thật sự là mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh. Đúng. Nhưng mà có một cái điểm chung đó là cái sự cô đơn. Đúng đúng. Thì mình có cô đơn thì mình mới đi lên đây đi tìm. Đúng rồi. Chứ có ai đang vui vẻ, đang hạnh phúc, đang yên ấm bây giờ mình đi anh tìm nói với Thành Nguyên gì nè. Bây giờ những người nó góp ý hay là bình luận gì đó, cái đó người ta những người nó có cơm ấm, có bờ vai, có mâm cơm gia đình. Nhưng mà thật sự người đó, những người đó nó lên cái ghế này nó ngồi không có được. Nó nói thật, lên cái ghế này ngồi là khó lắm. Nhưng mà người ta cũng thông cảm cho mình đi, mình cũng gỡ là thông cảm đi. Chiếc ghế này, cái ghế nóng á.
Nhìn vậy mà nó nóng lắm. Đúng rồi, nóng lắm. Dạ. Vâng, thì qua đó Thành Nguyên cũng hiểu mà. Cũng hy vọng là các cô chú, các anh chị trên cộng đồng, nếu như mà có yêu thương thì dành cho nhau những lời tốt đẹp ấy. Đúng ha. Rồi, đúng rồi. Còn nếu không thì cũng đừng có nói gì làm tổn thương đúng, nhau. Đúng, đúng. Dạ. Bởi vì ai cũng có cái nỗi khổ riêng. Có thể là quý vị không có khổ về tình cảm, không có khổ về đường con cái, nhưng mà quý vị cũng có thể khổ về đường kinh tế. Nhưng mà có những người đầy đủ kinh tế rồi thì là người ta lại thiếu thốn tình cảm. Nói chung là không có ai giống ai, mỗi người có một cái nỗi khổ riêng. Cho nên là mong quý vị cũng hoan hỷ bỏ qua cho những cô chú anh chị đã lên chương trình của Thành Nguyên. Anh Lập chia sẻ thêm cái điểm mạnh và điểm yếu của anh cho Thành Nguyên nghe thêm nào. Cái điểm mạnh của anh là sốt sáng lẹ làng lắm. Nói là lẹ làm. Thôi mà có chương trình mà cái gì mà lẹ làng lắm. Nhưng mà có điểm yếu của anh là có cái gì làm ăn hay làm cái gì mà mở ra cái gì mà nó thất bại. Anh đâm ra là anh nản liền. Yeah. Có điểm yếu anh là gì đó. Là do mình không có tìm hiểu thị trường kỹ. Đúng nhất. Cái này rồi mình không có bờ dai. Mình mở ra cái gì mình thậm chí mình muốn buôn bán cái gì mà không có bờ dai, một mình một ngựa không à. Dạ. Yeah. Không có tinh thần. Về cái vấn đề đó thì thật sự ra là khi mà mình làm một cái công việc gì đó. Đúng. Hay là trong cuộc sống mà có người đồng hành với mình á, thì giống như mình được tạo động lực, cái em. Động lực. Đúng rồi, động lực. Nó có một cái năng lượng. Đúng rồi, nó vô hình. Dạ. Chứ bây giờ mà làm xong rồi tối về mệt rồi nằm làm bạn với bốn bức tường. Đúng. Nó buồn lắm. Không có đó rõ ràng là Thành Nguyên. Thành Nguyên hiểu mà. Cho nên có thể thiếu tiền thiếu bạc thì mình có thể tìm những cái niềm vui khác được, nhưng mà để mà thiếu một cái bờ vai nào đó, thiếu một cái nơi để mà mình chia sẻ những tâm tư, những nỗi buồn thì cái đó thật sự là kiếm nó khó lắm. Kiếm chốc lát thì ok nhưng mà để mà tìm được một cái người mà tâm đầu ý hợp với mình để mà sống với mình những cái quãng đời còn lại thì thật sự là nó không phải là dễ. Cho nên khi các anh các chị lên chương trình của Thành Nguyên là Thành Nguyên hiểu được những cái mong mỏi của tất cả mọi người, và qua đó Thành Nguyên cũng chúc phúc cho tất cả mọi người khi mà lên chương trình của Thành Nguyên, ai cũng tìm được cái niềm vui của mình là sớm nhất có thể. Bởi vì anh xem cái chương trình mà bữa Ngọc Thu lên đó, thì anh thấy nói những cái câu nghe thấy như là nó phù hợp với anh lắm. Buồn một mình thì buồn, thậm chí mà đi công viên hay thấy người ta chở bà có đôi có cặp rồi thấy cũng buồn, thì đó anh thấy được phù hợp với đó. Rồi thì những cái tâm tư, những nguyện vọng của anh Huỳnh Lập ha, anh Hân, thì Thành Nguyên cũng đã ghi nhận đây. Sau chương trình hôm nay Thành Nguyên sẽ gửi thông điệp này tới cho chị, cũng hy vọng là chị Thu sẽ hiểu được cái tâm tư của anh, rồi sẽ hồi đáp lại sớm cho anh Lập. Thì có sau đó thì Thành Nguyên sẽ cho anh hay. Anh Lập cho Thành Nguyên hỏi thêm này, trong cuộc sống của anh thì anh những lúc buồn buồn đó, thì anh có tìm những cái niềm vui như là rượu chè cờ bạc rồi cá độ này kia không? Anh là có cái là thuốc không có, bài bạc không có, nhưng mà anh đặc điểm một cái là phải giấy số. Mua vé số? Không mua là không có được, làm như một ngày mà không có giấy số cho mình là chịu không có được, anh làm gì. Còn bia bọt là thỉnh thoảng, nhưng mà có chuyện á, đám tiệc thì con về. Vé số ở đây thì cho Thành Nguyên hỏi về cái vấn đề nhạy cảm này xíu nha. Anh mua là anh ủng hộ cho người nghèo hay là anh mua để anh tìm kiếm cái vận may của mình? Không, nói chung ra là anh xin lỗi em nha. Anh có mua vé số là để ao ước mà ai cũng gì hết. Nếu mà ông chờ mà thương mình thì mình phải cái chuyện thứ nhất, hiện bây giờ anh không mua vé số là anh còn trong nhóm từ thiện mà. Đây đâu anh em đi nhiều lắm. Vậy là anh cũng bây giờ anh có chia sẻ với em là anh thầy ở ông thầy ở chùa Đường Chiếu đó. Nói chung là thầy đó là rất tuyệt vời. Là lâu lâu là anh cũng có đi theo nhóm của ông thầy đó. Đúng rồi, đúng rồi. Thì Thành Nguyên cứ hỏi như vậy bởi vì nhiều khi Thành Nguyên nghe Thành Nguyên cũng hơi thắc mắc. Không, cái gì em cứ hỏi anh. Anh cứ đáp lại. Nhiều khi các chị cũng quan tâm, nhiều khi không biết là anh này anh nghe mua số tưởng số đề số đề gì đó. Rồi ok anh, thì những tâm tư, những chia sẻ của anh Lập thì Thành Nguyên cũng đã ghi nhận đây anh ha. Và những gì chia sẻ thì Thành Nguyên cũng đã thấy anh chia sẻ những cái điểm chính này. Thì không biết là cuối chương trình thì anh Lập có cái điều gì đó muốn nhắn gửi tới cho chị Thu cũng như là quý vị đang xem chương trình của Thành Nguyên vài điều. Thì theo như cái lời Thành Nguyên vừa nói xong thì anh cuối lời anh xin nói, nếu trường hợp Ngọc Thu mà xem cái live clip này thì Ngọc Thu
nên cho anh xin được cái cơ hội. Để chi? Để mình có duyên, được cái duyên với nhau, phù hợp với nhau, yeah. lờ nói phù hợp với nhau, hiểu ý với nhau gì đó, mình cho cái lờ cơ hội để gặp nhau, để mà nói chung là bờ dai là có, vâng. Thành ra nó có động lực lắm, cùng với nhau đến tuổi già. Rồi thêm một cái gì nữa, cũng nhắn ngỡ lại với Ngọc Thu là nghe cái chương trình nó có lưu lại, thì cho Lập nói với Ngọc Thu là cảm ơn, là cảm ơn là cái lời Ngọc Thu nói thôi, nó nói trong cái clip rồi nha. Cảm ơn là một là Ngọc Thu nói câu gì nè, một là con dâu, một là con dâu, hai là con ruột nói mẹ ơi, mẹ vui là con vui rồi, được rồi, cảm ơn là ba cháu. Câu nói câu đó là nghe cũng ý nghĩa lắm. Rồi ok anh, thì những gì anh chia sẻ cũng như là gửi gắm tới cho chị Thu, Thành Nguyên cũng đã ghi nhận đây này. Những lời anh chia sẻ đấy, thì cái buổi phỏng vấn này nó cũng đã thay lời muốn nói của anh lời anh ha. Rồi ok, kính thưa quý vị thân mến, thì những gì anh Huỳnh Lập đến từ Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ thì quý vị cũng đã nghe. Còn bây giờ Thành Nguyên cũng xin phép được tạm dừng video tại đây và cảm ơn quý vị rất là nhiều đã luôn đồng hành giao theo cùng Thành Nguyên trong quý vị nhé. Rồi em cũng chúc cho anh Lập thật là nhiều sức khỏe và thành công, cũng như là sớm được cái ý trung nhân của mình hồi đáp lại cho anh ha. Cảm ơn em. Chúc cho anh trên đường về vạn sự bình an nhé. Rồi.